Ê, từ từ đã. Tự nhiên đi phá thai cơ sao ấy? Kìa, thằng kia nó không nhận con chị đâu, thôi đi phá đi. Nhưng mà kiểu mang tội ấy. Thôi đi đi. Thôi đừng. Từ từ Đi. để suy nghĩ. Không suy nghĩ cái gì, nó lớn ra bây giờ lại. Khoan khoan khoan. Các bạn hãy dừng lại trước khi quyết định một điều quan trọng như thế này. Hãy đồng hành cùng với chương trình Đâu Khó có An Viên cho tới tận hết chương trình. Rồi sau đó chúng ta hãy đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Dạ bạch thầy ạ, trong cái tình huống mà chương trình vừa đưa ra ở đầu thì đây là một cái tình huống mà con thấy rằng nó hiện đang xảy ra rất là nhiều ở trong xã hội hiện đại, và điều này thì nó làm ảnh hưởng đến không chỉ sức khỏe của mỗi con người mà nó còn mang cái sự ám ảnh, một câu chuyện về tâm linh liên quan đến phước báo, đến nhân quả của mỗi con người. Đó chính là cái đề tài về nạo phá thai ạ. Và ngày hôm nay thì chương trình Đâu Khó có An Viên rất mong thầy chỉ bảo cho chúng con những cái lời hay lẽ phải và những con đường đúng để làm sao mà cho tất cả mọi người có thể tránh được mọi cái u mê lầm lỡ ở trong cuộc đời ạ. Với cái nhãn quan của nhà Phật thì Đức Phật đã dạy và đã khuyên các chúng sinh ở đời này rằng muốn có đạo đức, muốn có cuộc sống bình yên, muốn có sức mạnh thì con người ta nên tu dưỡng năm điều đạo đức, mà cái nền tảng đầu tiên đó là cái giới sát sinh. Ví dụ như là lạo phá thai thì trong cái nhiều trường hợp khác nhau, một là duyên giết, hai cách thức giết, nghiệp giết đấy, hay là niên sát, cách thức sát, nghiệp sát. Thì trong ba những cái điều kiện đó thì tạo nên một cái nguyên nhân của sự phạm vào cái nghiệp sát. Và cái nghiệp sát này là nếu mà chúng ta không biết hóa giải, chúng ta không tìm ra những cái con đường để mà hiểu một cách sâu sắc ấy, thì nó là một cái phiền lụy rất là ảnh hưởng cho, tác động đến cái môi trường của chúng ta. Dạ thưa thầy, dân gian thì vẫn hay nói cái câu là phúc đức tại mẫu, cũng như là cái việc là mọi cái điều gì đó tốt lành hay không tốt lành thì đều ở người phụ nữ. Thế con cứ thắc mắc là thế để trong cái câu chuyện nạo phá thai ấy, thì người mẹ thì luôn luôn là phải chịu tội, luôn luôn là phải nhận cái quả báo của cái hành vi này. Nhưng mà cái vai trò của người đàn ông, của cái người nam ở trong câu chuyện này thì sẽ là như thế nào? Chẳng nhẽ cái người bố đấy, cái người cha đấy, người ta cũng không phải chịu một cái trách nhiệm nào đó hay một cái nghiệp báo nào đó ở trong cái câu chuyện này ư? Người phụ nữ luôn luôn phải gánh chịu những cái hậu quả là qua những cái hình tướng bên ngoài thôi. Nhưng mà nghiệp quả thì giữa có cái sự cân bằng tương tác hai bên, cả nam giới và cả nữ giới. Và đặc biệt cái người phụ nữ là một cái sự thiên chức, thiên bẩm, thì người phụ nữ vẫn là cái vai trò chủ đạo nhất. Mình phải gọi là tránh được những cái phiền toái, phải tiếp nối cái sự sống, hiểu được cái ý nghĩa đó thì người phụ nữ phải chuyển hóa và cải thiện những cái nhân duyên xung quanh của mình. Có những bạn trẻ họ còn quá trẻ, khi mà họ lại chót dạ để mang thai thì các cái bậc phụ huynh ấy, là những người cha của họ, người mẹ của họ, là những người phải đưa ra quyết định là dừng cái sự sống đấy lại. Như vậy thì họ không trực tiếp thực hiện cái hành vi nạo phá thai, nhưng họ là người gián tiếp và thậm chí là người quyết định cái hành vi đấy. Thì vậy, với những người như vậy thì họ có chịu những cái nghiệp báo nào không ạ? Thì con người trước sự nhân quả đều có sự liên đới với nhau cả. Nhưng cái quan trọng nhất đối với xã hội ngày hôm nay thì cần phải có một cái phương pháp giáo dục. Giáo dục tuổi thành niên, giáo dục tuổi trước khi vào cuộc sống, gia đình, để mà giúp cho con người tạo được cái phước duyên tốt lành, tránh được rất nhiều những cái hệ lụy không đáng có. Còn nhà Phật thấy rằng là cái sự nhân quả của tuần hoàn, khi con người ta đang được một cái nhân duyên tốt đẹp trở thành một cái nhân duyên nó xấu đi, thì chính những cái thứ đấy nó tạo ra một cái năng lượng không tốt.
và cái năng lượng đó có thể là nó tác hại cho liên đới với cuộc sống. Đấy là nhìn kỹ và nhìn thấu đáo. Và nếu hiểu theo một cái điều tích cực thì con người ta chỉ có cái cách là nhận thức và hiểu biết. Thứ nhất là biết được điều tội lỗi này, biết được nhân quả này, thì tránh được những cái điều mà không đáng có trong tương lai. Thưa thầy, theo khoa học ấy, thì những cái bào thai mà trong vòng một tháng thường là chưa, nó đang ở trong gọi là vẫn là phôi thai. Vậy thì về mặt tâm linh, cho dưới quan điểm và góc nhìn của Phật giáo, thì cái việc phá một cái thai, bào thai mà dưới một tháng tuổi mà chưa được tính là một con người hình thành hoàn hảo ấy, thì liệu cái tội ác đấy nó có được bớt đi hơn phần nào không, nó có đỡ đi phần nào không ạ? Hiểu như thế thì chưa phải là hoàn hảo. Mình đang nói là chẳng hạn là cái thai nhi một tháng tuổi thì cái tội nó nhẹ hơn, phải không? Dạ, như vậy. Và nhiều tuần tuổi thì có thể là tội nặng hơn. Nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng cái việc coi như là cái phạm vào cái nghiệp sát. Dạ. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu là cuộc đời là đến với nhau là nhân duyên. Cái nhân duyên này gọi là nó đang đến tốt với mình để có thể là thụ cái ơn hoặc là cùng nhau tác động trong cái cuộc sống, đưa đến cái tốt lành. Nhưng mà cái nhân duyên tốt lành biến thành cái nhân duyên oan trái, thì cái đó thì chúng ta phải hiểu được cái nhân quả. Thì hiểu được cái đấy thì con người ta mới tránh được. Thì từ cái nhân duyên tốt đẹp thì chúng ta làm cho nhân duyên tốt đẹp. Còn cái nhân duyên nó trở thành cái oán đối thì chúng ta nên cải thiện. Cải thiện bằng cách nào thì trong cái tùy cái hoàn cảnh, mức độ mà chúng ta hiểu biết đến đâu chúng ta làm đến đấy. Làm thế nào bằng cái sự hiểu biết, có cái sự trí tuệ của mình ở trong đó. Dạ vâng, nghĩa là chỉ cần khởi lên cái tâm mà sát sinh thôi, điều đấy đã là không được phép rồi, đúng không ạ? Dạ vâng, thưa thầy ạ, con cũng có một cái câu hỏi khác, tức là với những cái trường hợp các cái thai nhi mà trong quá trình thăm khám ấy, thì bác sĩ có phát hiện ra rằng đó là những cái thai nhi nó bị dị tật. Vậy thì dưới quan điểm của Phật giáo, thầy sẽ đưa ra những cái lời khuyên như thế nào trước những cái tình huống như thế? Bởi vì nếu mà sinh ra những cái cháu bé mà bị tật nguyền, có khi nó lại trở thành gánh nặng cho xã hội, cho gia đình. Thì vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái câu chuyện này như thế nào ạ? Đối với nhãn quan của Phật giáo thì sự sống là đều bình đẳng. Và nương vào cái quy luật của nhân quả, cái tội lỗi chúng ta gây ra thì đương nhiên chúng ta phải gánh chịu cái đó. Tại sao có những đứa bé nó khôi ngô, nó thông minh, nó ngoan ngoãn, nó đủ những cái yếu tố, được tố chất làm người, còn mình thì lại không được những cái tố chất đó. Vậy con người hiểu được những cái ý nghĩa đó thì phải tích lũy thiện căn, làm những việc phước báo tốt lành để luôn luôn sám hối những cái tội chướng của mình. Và có những cái nhân duyên đến với mình thì mình cũng có đầy đủ phước báo, mình đón nhận. Có như vậy thì cân bằng cả sự sống, cân bằng cả cái phước đức của mình. Kể cả khi mình đón nhận những cái gì xấu nhất thì mình cũng phải biết là cái nhân duyên, phước đức của mình còn thiếu, còn kém. Thì luôn luôn con người biết quay trở về thì nó cũng giảm bớt đi được những cái sự âu lo, cái sự tội lỗi của con người. Từ đầu thì thầy có chia sẻ rằng là đứa trẻ nó đến với cả cha mẹ đều là vì nhân duyên. Vậy thì con cũng cứ thắc mắc rằng là nếu như người cha hay người mẹ đó từ chối cái nhân duyên đó, vậy thì liệu có một lần nào nữa đứa trẻ đấy lại quay trở về với cha mẹ của mình? Và khi nó quay trở về rồi thì liệu người cha người mẹ ấy có phải nhận chịu một cái sự quả báo nào từ cái lần trước mà họ đã dành cho cái đứa trẻ đấy không ạ? Hiểu theo góc độ của Phật giáo thì nhân duyên đến với nhau khi mà cha mẹ đã chối bỏ thì cái nhân duyên đó được hầu như là đoạn trừ. Một cái duyên khác có thể lập lại đến với cha mẹ. Khi mà hiểu về góc độ đó ấy, nơi con người ta có đầy đủ, hội tụ đầy đủ những cái yếu tố, kể cả những cái sóng thức, có thể những cái sóng thức của cái nhân duyên này tới và không đủ nhân duyên, cái nhân duyên này tự nó loại bỏ, loại trừ, và lại có những cái sóng thức khác. Và thậm chí trong những cái sóng thức đó nó có sự là tranh giành để được làm người, để được đầu thai. Đức Phật đề cao nơi có thế giới con người là thế giới có đầy đủ phước duyên nhất, có đầy đủ những phước đức nhất.
thì hiểu được những cái yếu tố đó, về giá trị đó, thì con người nên tránh xa những điều tội lỗi và giảm bớt đi những cái điều không đáng có. À, dạ thưa thầy, con cũng có một cái thắc mắc là như thế này, nếu như vì vô minh, vì thiếu hiểu biết mà chúng con phạm vào những cái sai lầm là phá bỏ các cái bào thai, thì chúng con có các cái hoạt động hay những cái việc làm nào đó để có thể hóa giải cũng như có thể tạ lỗi hay là sám hối đối với cái hành động đấy được không ạ? Để mà chúng ta chấm dứt được những cái điều không đáng có ấy, thì chúng ta phải nương vào những các bậc giác ngộ, nhờ vào cái sự gia trì của Tam Bảo để chúng ta cải đổi đi những cái nghiệp thức của mình, những cái nghiệp chướng của mình đã gây ra. À, con có thấy rằng là nhiều người cũng chỉ bảo cho rằng là người ta gọi là có những cái lễ cúng cầu siêu cho các cái vong linh thai nhi, thì những điều đấy sẽ tốt hơn cho người mẹ. Thì con cũng chưa hiểu cái điều đấy nó cụ thể là như thế nào ạ? Đó là một trong những cái hình thức bên ngoài để mình khởi lên một cái tâm thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được, biết từ cái gốc rễ đó. Còn thấy người ta làm như vậy thì mình cũng làm như vậy. Thì không có hiểu được cái gốc rễ thì cũng chưa phải là một cái giải quyết triệt để. Thì từ đó thì bằng cái động cơ, bằng cái tâm thành của mình thì từ đấy với tội khiên của chúng ta mới được giải trừ được. Thưa thầy, cũng có những trường hợp là do vô tình thôi, do trong quá trình hoạt động, quá trình làm việc họ cũng chưa biết cách giữ gìn, mà chẳng may họ lại để hỏng mất cái nhân duyên tốt lành đến với mình đấy. Vậy thì liệu cái người mẹ đấy họ có phải nhận một cái điều quả báo nào không? Vô tình hay hữu ý đều là mắc phải cái tội. Thứ nhất là mình nói là cái nhân duyên của mình chưa đủ, phước đức của mình chưa đủ. Và cái đối tượng có nhân duyên với mình thì cũng là chưa hoàn hảo, chưa đầy đủ. Thì hai bên gặp nhau trong cái chỗ này thì chúng ta phải vẫn phải tích lũy thiện căn và vẫn phải hóa giải cho cái nghiệp lực, cái nghiệp chướng của mình. Khi biết giác ngộ được rồi thì chúng ta mới thấy là những điều nhân duyên đến với chúng ta cũng là rất là một điều kỳ diệu, và cũng là một cái điều mà giúp chúng ta có được những cái hạnh phúc tốt đẹp. Vâng ạ, với những lời chỉ bảo của thầy như vậy thì gần như mọi việc nó cũng khá là rõ ràng rồi. Tuy nhiên, ở một cái góc độ khác ấy, của những người cha, người mẹ, thì con thấy họ cũng có nhiều cái đau khổ, nhiều cái tâm sự lắm ạ. Nào là có những người thì do hoàn cảnh quá là đói kém, không đủ tiền để có thể nuôi thêm được một đứa trẻ con chẳng hạn. Hoặc là do còn quá trẻ, chỉ là vì trong một cái giây phút bồng bột nào đấy mà nó lại dẫn đến một cái hệ lụy hậu quả như vậy. Vậy thì dưới góc độ của Phật giáo, thầy có một cái lời khuyên nào để cho các bạn ấy có thể tĩnh tâm trước tất cả những cái sự việc đang đến với họ và trước những cái đau khổ mà họ đang phải gánh chịu không ạ? Muốn đoạn trừ và muốn có một cái cuộc sống tốt đẹp, con người luôn luôn phải biết cải thiện. Cải thiện bằng cái sự hiểu biết của mình, bằng hành động của mình. Thông qua cái học hỏi đó mình còn phải tu dưỡng nữa, phải rèn luyện, phải chăm sóc cho bản thân mình nữa. Có như vậy thì mình mới giải quyết được những cái ác hạnh mình gây ra. Chỉ khi nào chúng ta thực hành được đấy thì chúng ta mới có được những cái hạnh phúc, an lạc trong cuộc đời. Và khi cái điều phước đức đến, chúng ta cũng có đầy đủ năng lực chúng ta đón nhận. Mà cái điều mà không may xảy ra đấy thì chúng ta cũng có đủ trí tuệ chúng ta ứng xử. Con cảm ơn thầy ạ. Thầy đã đưa ra những cái lời chia sẻ rất là chân tình cho chúng con được lắng nghe. Vâng, và có lẽ thì hai bạn trẻ ở trong câu chuyện mở đầu của chương trình ngày hôm nay, chắc chắn là các bạn cũng đã có được quyết định đúng đắn của mình. Và hãy tin rằng mọi nhân duyên tốt lành đều đến trong cuộc đời bởi chính cái sự giác ngộ và hiểu biết của mình. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật.